Đây là chương trình phát thanh tin lành, tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng, nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và hạnh phúc trong cứu Chúa Giêsu, được phát sóng hàng tuần trên hệ thống mạng lưới toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh tin lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần trân trọng kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, thể theo tạp chí Forbes, tính đến tháng 4 năm 2022, thì ông Elon Musk, 49 tuổi, là người giàu nhất hành tinh, với khối tài sản ước tính lên đến 252 tỷ Mỹ Kim. Elon Musk có mẹ là người Canada, cha là người Nam Phi da trắng, và ông đến Canada để học tập vào năm 17 tuổi, sau đó sang Hoa Kỳ để tiếp tục học đại học và khởi sự kinh doanh. Elon Musk có ước mơ đầy tham vọng là sẽ đưa hàng hóa và con người du hành vũ trụ. Bởi thế, Elon Musk đã trở nên sáng lập viên là kỹ sư trưởng kiêm giám đốc điều hành chương trình SpaceX. Ngoài ra, Elon Musk cũng muốn làm một cuộc cách mạng thay thế xe chạy bằng xăng dầu, và ông đã trở nên giám đốc điều hành cũng như kỹ sư trưởng của chương trình xe hơi chạy bằng điện Tesla. Tuy nhiên, không phải chỉ Elon Musk có ý tưởng kinh doanh vũ trụ mà thôi, nhưng bên cạnh đó cũng có các tỷ phú khác như là Jeff Bezos và Richard Branson. Vào tháng 7 năm 2021, tỷ phú Richard Branson đã bay ra rìa vũ trụ bởi chính con tàu ông chế tạo. Sau một tiếng đồng hồ cả đi lẫn về thành công, Richard Branson đã tâm sự rằng thật là một trải nghiệm để đời. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta lấy làm vui vì được cùng sống trong thời của những con người có ước mơ vĩ đại là tạo cho người ta một trải nghiệm để đời bằng cách đưa người ta ra khỏi không gian của trái đất qua chương trình du hành vũ trụ. Kinh Thánh cũng có chép rằng hơn 2.000 năm về trước, Đức Chúa Giêsu đấng từ thiên đàng đã đến thế gian để đem con người từ thế gian về với thiên đàng. Thật vậy, cuộc đời nào có Chúa Giêsu thì đã sống trải nghiệm từ chỗ bất an đến chỗ bình an, từ chỗ thất vọng đến chỗ hy vọng, từ chỗ bị ràng buộc trở nên tự do để sống một đời sống mới bình an vui thỏa mà Thánh Kinh cũng gọi là sự cứu rỗi. Lời Chúa nói rằng Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng ta vào trong vương quốc của con yêu dấu của Ngài, và trong con ấy chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội. Chúng tôi thành tâm chúc mừng quý vị nếu có một sự trải nghiệm như lời của Chúa. Bằng không, hãy đến với Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Chỉ một mình Ngài để đem chúng ta lại gần với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh sách Roma chương 10 câu 17 chép rằng: Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được giao giảng. Câu Kinh Thánh trên đã cho chúng ta biết rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe lời của Đức Chúa Trời, nhưng đọc cũng là một cách nghe. Thật vậy, lời của Đức Chúa Trời phán vang dội qua các thời đại, được thành văn, tức là thành Kinh Thánh. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, một lần nữa, Đức Chúa Trời lại phán với chúng ta một cách cá nhân, khiến lời phán chung cho cả nhân loại thành lời phán riêng cho chính linh hồn của mỗi chúng ta. Lời này làm cho đức tin được sinh ra và lớn lên trong chúng ta. Dwight Lyman Moody, một nhà truyền giáo người Mỹ, đã làm chứng rằng khi ông nghe người ta kể về những tấm gương đức tin trong lịch sử hội thánh, thì ông rất đỗi thèm khát. Trải qua một thời gian dài,
ông cứ cầu nguyện xin Chúa cho mình một đức tin lớn, nhưng Chúa chưa đáp lời. Cho đến một ngày kia, nhờ sự dạy dỗ của Chúa bởi câu Kinh Thánh trên, ông bèn dành riêng thời giờ tốt nhất mỗi ngày để đọc Kinh Thánh. Từ đó, đức tin của ông cứ lớn lên vùn vụt như măng mùa hè vậy. Đức tin của George Mueller, một nhà truyền giáo người Đức, cũng lớn lên với lời của Đức Chúa Trời đã được trồng trong lòng ông. Người chép tiểu sử ông nói rằng, càng trở về già, khuôn mặt của Mueller càng trở nên sáng rực vì toát ra vẻ đẹp của sự tin kính. Trò chuyện với ông, người ta có cảm tưởng như đang trò chuyện với một vị tổ phụ, đạo cao, chức trọng nào đó. Đứng trước mặt ông, người ta có cảm giác như đang đứng trước một cây sồi già mà mỗi thớ thịt thuộc linh của ông đều săn cứng vì được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng lời của Chúa. Chính Mueller cũng đã làm chứng rằng, vào thời còn thanh niên, ông say mê đọc các tiểu thuyết Pháp và tiểu thuyết Đức. Nhưng càng theo Chúa và hầu việc Chúa, ông càng thấy sự vô bổ, thậm chí tai hại của các loại sách vở ấy. Vì vậy, ông quyết định mỗi ngày sẽ dành thời giờ tốt nhất để đọc Kinh Thánh. Sau đó, nếu có thời gian, ông tìm đọc các bài giảng, các sách bồi linh và đời sống của những anh hùng đức tin. Cuối cùng, ông được phước lớn. Trong một bài giảng về sự đầy dẫy thánh linh, nhà truyền giáo, tiến sĩ danh dự Aidan Wilson Tozer đã nói rằng, các tổ tiên của chúng ta ngày xưa không có nhiều sách vở như chúng ta ngày nay để đọc. Nhưng cũng chính vì vậy mà họ lại có được một cái lợi, đó là họ có nhiều thời giờ để đọc Kinh Thánh. Ông than phiền rằng, vì ngày nay chúng ta phải đọc nhiều thứ quá, nên không có bao nhiêu thời gian cho lời của Ngài. Đó chính là lý do mà theo ông, khiến cho ngày nay ít sản sinh được những cơ đốc nhân có đức tin vững mạnh và đời sống dũng cảm, cao thượng như các thế hệ trước. Ông nói rằng, tổ tiên chúng ta, thật ra là tổ tiên của ông, những nhà thanh giáo và những cơ đốc nhân tiền phong đã đến Bắc Mỹ vào các thế kỷ trước. Mỗi buổi sáng, họ thức dậy sớm, thường là trước 5 giờ, họ quỳ gối trên sàn gỗ cứng. Trước ngọn đèn dầu, họ đọc lời của Đức Chúa Trời hết trang này đến trang khác, một cách cung kính. Đang khi họ đọc, Đức Thánh Linh đem lời sự sống rót vào linh hồn họ, thánh hóa đời sống họ và làm cho đức tin họ tăng lên. Nghe ông nói, chúng ta tin rằng chính ông cũng đã thực hành điều đó. Thật vậy, mặc dù đảm nhiệm chức vụ mục sư trong một hội thánh lớn tại Chicago, ồn ào và bận rộn, mỗi ngày ông luôn luôn ưu tiên thời giờ cho Đức Thánh Linh và lời Ngài. Nhờ vậy, ông biết rõ Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài cho thời đại mình. Sau khi ông về với Chúa, người ta đã đặt cho ông danh hiệu là nhà tiên tri của thế kỷ 20. Vậy thì hãy ham thích sữa thiêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được dỗi linh hồn. Theo Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 2. Quý thính giả vừa đón nghe tài liệu dưỡng linh Roma đoạn 10 câu 17, đức tin đến bởi sự người ta nghe, tài liệu của soạn giả mục sư Dương Đức Hiền. Chương trình phát thanh tin lành nhân dịp lễ mẹ năm 2022, chúng tôi xin tạm gác một kỳ tài liệu câu chuyện gia đình. Sau đây kính mời quý vị đón nghe tiểu phẩm với đề tài Tha Thứ của tác giả Văn Phương. Tài liệu được chúng tôi trích từ báo Chân Trời Mới do cơ quan văn phẩm Nguồn Sống tại Hoa Kỳ xuất bản. Biết được tin người chồng bạc bẽo của mình đang mắc bệnh ung thư ở thời kỳ cuối, nay muốn nhìn lại vợ con, chỉ thấy lòng mình thật chua chát và cay đắng. Thằng bé nhỏ của chị
đã 20 tuổi rồi. 20 năm trước, người đàn ông này đã nhẫn tâm bỏ lại mẹ con chị. Ngay cả khi đứa bé trong bụng sắp đến kỳ sinh nở, chị cắn môi mình đến bật máu khi nghĩ đến ngày đứa con ra đời. Nhắn tin, rồi gọi điện thoại khắp nơi tìm kiếm chồng, để rồi nỗi tuyệt vọng và sợ hãi cùng lúc càng bao trùm lấy chị. Chị ngao ngán như câu ca dao: người ta đi biển có đôi, còn tôi vượt cạn, mồ côi một mình. Chỉ còn một đứa con 2 tuổi nữa. Thật tội nghiệp, mới từng ấy tuổi mà nó cũng biết sự khó khăn mẹ đang đối diện. Dù rất sợ, nhưng nó vẫn ngoan, cứ săm sóc làm theo những gì mẹ bảo. Nó cùng mẹ đến bệnh viện để sinh em. Vì không ai bên mẹ, nên nó đã thay cha nắm chặt tay mẹ khi em ra đời. Lúc nhìn thấy đứa con lọt lòng, cũng là lúc chị ngất đi vì quá mệt. Suốt mấy ngày qua, tìm kiếm chồng khắp nơi, sự mệt mỏi, thất vọng, sợ hãi khiến chị có nuốt nổi hạt cơm nào đâu. Chị tỉnh lại khi nghe tiếng trẻ khóc khản cả hơi. Chính tiếng khóc ấy đã nhắc chị không thể bỏ lại con mình. Nhưng trong lúc tận cùng của tuyệt vọng, chị được một cô y tá trẻ đã chăm sóc mẹ con chị hết lòng giúp đỡ khi biết hoàn cảnh của chị. Cô y tá ấy cũng giúp chị gọi điện thoại, nhắn tìm người chồng cho chị. Thậm chí, cô ấy đã đến gặp chồng chị và tận mắt thấy được sự phù phàng khi người đàn ông có một phụ nữ khác. Chị tưởng mình không sống nổi trong sự tủi nhục và thù ghét người đàn ông đó. Chị quyết định bằng mọi cách phải lấy mạng ông ta. Thế nhưng ý định đó không bao giờ thành. Qua cô y tá ấy, chị nhận ra rằng cuộc đời mình vẫn còn có ý nghĩa và hy vọng. Một hy vọng đã từ từ xoa dịu nỗi đau trong lòng chị. Với nghị lực mới và tình yêu của người mẹ, chị đã vượt qua mọi dư luận, vượt qua mọi gian khổ, thử thách, một mình bươn trải bằng mọi cách, làm ngày, làm đêm, để nuôi 2 đứa con của mình. Mỗi đêm, nước mắt chị chảy dài khi đứa con lớn nhắc đến cha mình. Còn đứa nhỏ thì hỏi, cha mình là ai? Chị dạy cho các con biết, có một người cha luôn yêu thương và bảo vệ chúng. Người sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi chúng như người cha của chúng đã làm. 5 tháng trôi qua, 2 đứa trẻ lớn lên, được chị cho ăn học đàng hoàng. Chị làm hết sức mình để các con không bị thua sút bè bạn. Chị muốn bù đắp cho các con những mất mát mà chúng thiếu nơi người cha. Chị bỏ qua tuổi thanh xuân của mình. Máu trong tim chị gần như vắt kiệt cho con. Cánh cửa tình yêu của chị cũng sẽ không bao giờ mở cho người đàn ông nào khác. Chị đặt tình yêu trọn vẹn cho đấng đã yêu thương, nâng đỡ và thêm sức cho chị suốt hơn 20 năm qua.
những khó khăn xảy ra cho mẹ con chị không sao kể xiết. Từ con ốm, con đau đến học hành, đưa đón. Chữ nghĩa không nhiều, không ai phụ giúp. Chị đã vật lộn với khó khăn để đi lên cùng các con mỗi ngày. Vì nghèo và cũng chẳng có mơ ước cao, nên đứa con lớn của chị quyết định đi làm sau khi tốt nghiệp trung học. Chị đành gạt nước mắt nhìn con mỗi ngày, cũng đi sớm về muộn như mình. Còn đứa nhỏ được mẹ và anh dành hết những yêu thương, nên nó cũng biết thân, biết phận mà ráng học, mong có ngày thay đổi cuộc đời. 20 năm qua, mẹ con chị gần như đã quên người chồng, người cha bạc bẽo đó. Chợt tối nay, một người làm công tác thiện nguyện ở khu chăm sóc cho những bệnh nhân ung thư đã gọi điện thoại cho chị. Cay đắng thay, người ấy gọi đúng tên chị và đứa con trai lớn. Ông còn biết có một đứa con nữa, nhưng không biết là trai hay gái, sống chết ra sao. Ông nói, chồng bà không còn sống bao lâu nữa, nếu bà và các cháu không đến sớm, có lẽ sẽ không kịp. Ôi sao, nước mắt chị cứ tuôn trào không dứt. Phải chăng đó là nước mắt mà chị đã nuốt vào lòng suốt 20 năm qua? Chị nói với các con cho chị thời gian suy nghĩ. Chị vào phòng, quỳ xuống cầu nguyện. Tình yêu của chị đã chết thật rồi. Chị thấy mình không có mảy may một tình cảm nào cả. Nhưng sao chị lại khóc? Chị khóc cho tuổi thanh xuân của chị, hay khóc cho các con mình côi cút suốt hơn 20 năm? Có lẽ chị khóc vì tình yêu của Chúa đã đánh thức lương tâm của chị. Hãy tha thứ và cầu nguyện cho người thù nghịch mình. Gặp hay không gặp, có nên cho người đàn ông bạc bẽo đó được toại nguyện ước muốn cuối cùng của cuộc đời mình không? Chị nghe tiếng Chúa như thôi thúc bên tai. Hãy tha thứ, hãy cho người ấy cơ hội lần cuối. Hãy nói với ông ấy về Chúa và về tình yêu không hề muộn màng, như ta đã tha thứ cho tất cả những lỗi lầm và bất toàn của chính con vậy. Trong phút chốc, chị nhận thấy một tình cảm thiêng liêng len lỏi vào lòng. Chị trở ra ngoài, nói với hai con, chúng ta sẽ đi thăm cha các con lần cuối, và cũng là lần đầu để thằng út của mẹ được gặp cha. Cả hai đứa con liền chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình. Chưa bao giờ họ thấy mẹ mình mạnh mẽ và phi thường bằng lúc này. Tú Anh vừa kính gửi đến quý vị thính giả đề tài Tha Thứ của tác giả Vân Phương. Sau đây, kính mời quý vị đón nghe tiết mục Câu Chuyện Phúc Âm. Nhân dịp lễ mẹ năm 2022, kính mời quý thính giả đón nghe đề tài Người Mẹ Tin Kính. Kính thưa quý vị thính giả, đặc biệt đến những người nữ, những người mẹ, nhân dịp lễ mẹ năm 2022, trước hết, chúng tôi dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời bởi vì Ngài có ban phước cho quý bà mẹ là hình ảnh của tình yêu thương, của sự quan tâm, đến nỗi Ngài dùng hình ảnh của người mẹ đối với con mình để chúng ta có thể hiểu được phần nào sự quan tâm của Ngài đối với chúng ta. Ê-sai đoạn 49 câu 15, Đức Chúa Trời phán rằng, há có người mẹ nào quên không cho con mình bú chăng, hoặc không thương đến con trai ruột mình sao?
Dẫu người mẹ có quên con mình, thì ta cũng chẳng hề quên ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hôm nay nhân câu chuyện của một người mẹ đang đối diện với những khó khăn vô vàn được chép trong Các Vua Thứ Nhì đoạn 4, câu 1 cho đến câu 7, làm thế nào để bà có thể vượt qua được và đem lại sự tự do cho con cái của mình. Kính mời quý thính giả đón nghe những chi tiết chúng tôi trình bày trong câu chuyện phúc âm hôm nay. Thế nhưng trước hết chúng tôi tuyên đọc lời Chúa trong Các Vua Thứ Nhì đoạn 4 từ câu 1 cho đến câu 7. Vả có vợ của một người môn đồ của đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Elise mà rằng: Kẻ tôi tớ ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Vả chủ nợ người toan đến bắt hai đứa con trai tôi làm tôi mọi. Elise nói cùng với nàng rằng: Ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết, ngươi có vật gì trong nhà? Nàng thưa rằng: Con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Người bèn tiếp rằng: Hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít. Khi ngươi trở về nhà, hãy vào nhà với con ngươi, đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào các bình đó. Hãy bình nào đầy thì để nó riêng ra. Nàng liền đi khỏi người, vào nhà với các con trai mình, đóng cửa lại. Các con trai nàng đem bình lại và nàng đổ dầu vào. Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng: Hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng: Hết trơn bình rồi. Dầu bèn ngừng lại. Bây giờ nàng đem các việc ấy thuật lại cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: Hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi. Đoạn ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình. Chúng ta vừa nghe Thánh Kinh thuật lại câu chuyện của một gia đình tín hữu nọ. Người chồng muốn dâng mình hầu việc Chúa, đi học lời Chúa với tiên tri Elise. Nhưng một lý do nào đó, ông qua đời và để lại vợ, các con trai trong cảnh thiếu nghèo, đến nỗi chủ nợ toan bắt hai đứa con trai của mình để trừ nợ. Và câu chuyện của gia đình này làm dấy lên sự băn khoăn của những người yêu mến Đức Chúa Trời, những người dâng mình hầu việc Ngài. Tại sao những người yêu mến Chúa, những người hầu việc Chúa không được sung túc như mọi gia đình khác? Vâng, những người tin kính, những người phục vụ Đức Chúa Trời có thể không có những điều mà người khác trên thế gian này có, nhưng chắc chắn họ sẽ có những điều mà người khác không có. Họ có điều gì? Phao-lô nói rằng, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một mối lợi lớn. Vâng, đức tin của một người tin kính sẽ đem lại cho họ sự thỏa lòng. Và ấy là phúc lợi lớn nhất trong các phúc lợi mà người ta tìm kiếm ở trên đời này. Một câu hỏi khác người ta cũng đặt ra rằng, có phải những người yêu mến Chúa, những người phục vụ Chúa không biết sống đến nỗi rơi vào cảnh nghèo ngặt chăng? Thưa không, trái lại, họ là những người được Thánh Kinh cho rằng khôn ngoan bởi vì họ kính sợ Đức Chúa Trời. Và bởi vì họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời đã không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Hebrew đoạn 11 câu 16 chép như vậy. Vâng, những người kính sợ Đức Chúa Trời thì họ đang dồn chứa cơ nghiệp của mình trong cõi đời đời. Và như một người so sánh rằng, trong thời kỳ mà chúng ta được sung mãn thuộc linh, thì chúng ta sẽ trở nên đơn sơ về thuộc thể và ngược lại, bởi vì hai điều không thể nào có thể hỗ trợ cho nhau được. Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm một sự lựa chọn đầy khôn ngoan khi ông dám bỏ chài lưới để theo Chúa Giê-xu. Khi gặp một người què tại cửa đẹp, thì ông nói rằng, tôi không có vàng, không có bạc như người khác, nhưng điều tôi có đó là Chúa Giê-xu, nhân danh Đức Chúa Giê-xu hãy đứng dậy mà bước đi. Và Thánh Kinh Công Vụ đoạn 3 câu 8 làm chứng rằng người què liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa hết sức. Có Chúa Giê-xu chứ không phải là vàng, là bạc đã giúp cho người khác đứng dậy trở lại đền thờ và ngợi khen Đức Chúa Trời. Trở lại với người mẹ nghèo đang đối diện với nan đề là chủ nợ muốn bắt hai đứa con mình làm nô lệ để trừ những khoản bà không trả nổi.
Có lẽ lắm bà cũng đã đi hỏi ý kiến nhiều người, những người quen thân gần xa. Nhưng cuối cùng bà quyết định đi đến gặp Elise là tiên tri của Đức Chúa Trời. Đây là sự chọn lựa rất là khôn ngoan của một người mẹ tin kính. Thưa quý vị, thật ra thì trong những lúc chúng ta đối đầu với những nan đề không lối thoát, thì con người, thế gian cũng cung ứng chúng ta nhiều giải pháp. Tuy nhiên Đức Chúa Giê-xu Ngài nói rằng, hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều, nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Vâng, giữa những sự chọn lựa, sống, chết, được phước, bị họa, mất, còn, thì người nào tìm kiếm đến Chúa Giê-xu là cửa hẹp, thì ấy là con đường của sự sống. Người mẹ tin kính đã chọn đúng người và đúng lúc, khác với một người mẹ trong Luca đoạn 8 chép rằng bà bị băng huyết 12 năm. Bà cứ cố gắng năm này đến năm kia. Thánh Kinh chép rằng có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm đã tốn hết tiền của cho thầy thuốc nhưng không ai chữa lành được. Để rồi cuối cùng bà quyết định đến gặp Chúa Giê-xu rờ trong áo của Ngài và từ đó bà liền được sự chữa lành. Trở lại câu chuyện người mẹ đi tìm gặp tiên tri Elise, thì Thánh Kinh chép rằng Elise nói với nàng rằng ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở nhà. Nàng thưa rằng con đòi ông chẳng còn gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Thể theo các nhà nghiên cứu Kinh Thánh thì đồng ý rằng đây là loại dầu để cho các tiên tri sức dầu cho ai đó trong sự kêu gọi Đức Chúa Trời ban cho, hoặc là để sức dầu cầu nguyện chữa lành cho những người đau yếu. Kính thưa quý vị thính giả, kính thưa những người mẹ tin kính Đức Chúa Trời, có thể những gia đình kính sợ Chúa không có những điều mà gia đình khác có, đó là những tiện nghi đầy đủ của cuộc sống. Nhưng gia đình kính sợ Đức Chúa Trời có những điều mà những gia đình khác không có, đó là lời nhân hậu, sự khích lệ, sự nâng đỡ và sự chữa lành cho nhau. Và phước hạnh hơn, ấy là gia đình Cơ Đốc thì có dầu của Thánh Linh, đó là sống với nhau trong sự yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín và tiết độ. Và sau đó, tiên tri Elise đã truyền cho người mẹ tin kính này rằng, hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít. Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với con ngươi, đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào các bình đó, hễ bình nào đầy thì để riêng ra. Thưa quý vị, Elise đã nhân danh Chúa làm cho một người đang nghèo khó trở nên giàu có. Hũ dầu nhỏ của bà, hũ dầu có sự nhân hậu, có sự khích lệ, của đức tin, có sự chữa lành, có thể lập đầy dẫy những bình không của những người lân cận bà. Vâng, Kinh Thánh nói rằng, bình không nào của người láng giềng đưa cho bà, thì thay thảy đều được đầy cả. Một hình ảnh hết sức là tương phản tại đây. Trong gia đình của người mẹ tin kính mà nghèo này, chỉ có một hũ dầu mà hũ dầu còn đầy tràn. Trong khi đó, có những gia đình nhìn vào tưởng rằng đầy đủ mọi sự, có nhiều bình lắm, nhưng bình nào cũng là bình trống không cả. Các Vua thứ nhì đoạn 5 có chép về một người tên là Nahaman, là bộ trưởng quốc phòng của Syria thời bấy giờ. Ông là một người giàu có, kiến thức, đầy quyền thế, nhưng không biết ai có thể chữa lành bệnh phung cho mình, cho đến khi gặp đứa tớ gái Israel trong nhà đã giới thiệu ông đến Elise và sau đó ông được chữa lành. Còn trong Luca đoạn 10 thì có người trai trẻ kia giàu có, đầy đủ mọi sự. Nhưng khi ai hỏi rằng nếu ngộ nhỡ ngày mai qua đời thì anh sẽ đi về đâu? Người này cảm thấy trống không trong linh hồn của mình cho đến khi gặp Chúa Giê-xu. Còn trong Luca đoạn 19 thì một nhân viên thu thuế tên là Sa-chê, ông có đầy đủ mọi sự như người khác, nhưng tận trong lòng của ông không có sự bình an và thỏa lòng cho đến khi ông gặp Chúa Giê-xu, mời Ngài vào nhà, tin nhận Ngài, thì sau đó Chúa Giê-xu nói rằng
hôm nay sự cứu rỗi đã vào trong nhà này. Kính thưa quý vị thính giả, kính thưa những người mẹ kính sợ Đức Chúa Trời, những người đang sở hữu cho mình dầu của Thánh Linh, chúng ta có thể đem lại sự yêu thương, sự vui mừng, sự bình an cho những người khác, có thể làm cho những cuộc đời đang trống không được đầy dẫy hồng ân của Chúa. Trở lại câu chuyện của người mẹ tin kính tuy nghèo nhưng không thiếu. Khi tiên tri Elise bảo rằng bà hãy đi tìm đến láng giềng để mượn những bình không. Và ngay khi đó, trong tâm trí của người này biết rằng người nào là thân thiết, người nào là những người bạn tốt của mình để mình có thể đến để mượn những bình không như lời của Elise truyền dạy. Mục sư Rick Warren trong cuốn sách Sống theo đúng mục đích thì ông nói rằng không hề có một cơ đốc nhân cô độc. Vâng, một người tin Chúa thì tâm tánh liền được Chúa thay đổi ngày này qua ngày khác và tự dưng trở nên một người lịch sự, trở nên một người nhân hậu và đem lại niềm vui cho nhiều người. Một chi tiết khác của câu chuyện này đó là mượn bao nhiêu bình cho đủ. Thật ra không ai có thể trả lời câu hỏi này bằng chính người mẹ. Bởi vì bà biết rằng bà nợ chủ nợ bao nhiêu tiền và mỗi đứa con trai như vậy thì phải cần bao nhiêu dầu bán ra để có thể trả nợ cho chủ nợ hầu cho con mình được tự do. Nếu hỏi rằng con cái đang có nhu cầu gì, đang cần điều gì cho đời sống tâm linh, cho đời sống tinh thần thì người trả lời chính xác nhất ấy là người mẹ. Thật vậy, Thánh Kinh đã ghi lại thế nào Anne đã thưa với Chúa về những nhu cầu của con trai của mình và sau đó đã có một Samuel, tiên tri vĩ đại của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Manoah đã cầu nguyện cho con của mình về những nhu cầu trong đời sống của một người Nazire và sau đó đã có một Samson xuất hiện trong thời các quan xét. Bà mẹ Ernest và bà nội Lois đã cầu nguyện cho con và cháu của mình. Sau đó đã có Timothy trở nên một trong những vị mục sư xây dựng hội thánh đầu tiên. Kính thưa các bà mẹ tin kính, ma quỷ như sư tử rống đang rình mò ngày đêm để tìm kiếm cơ hội để bắt lấy người nhà con cái của chúng ta. Tuy nhiên, phước cho những con cái nào được có người mẹ tin kính, bởi vì chính người mẹ là người cầu thay để Chúa bảo vệ và Chúa đem con cái mình vào trong sự bảo toàn của Ngài, thoát khỏi sự rình rập của ma quỷ. Người mẹ trong câu chuyện Các Vua Thứ Nhì đoạn 4 đã mượn những bình không, không dư, không thiếu cho nhu cầu của mình và con cái của mình. Và bình nào được bà mượn thì tất cả những bình đó được đầy dẫy dầu. Có một người nói rằng nếu như trời không mưa mà ai đó đi sắm sẵn bình không thì ấy là một công việc của sự lãng phí và vô bổ. Nhưng ngộ nhỡ nếu trời mưa mà không sắm bình cho mình thì tiếp tục sống trong sự khao khát. Vâng, người mẹ tin kính chẳng những có đức tin đến Đức Chúa Trời, nhưng bà cũng sửa soạn để khi Ngài làm công việc của Ngài thì bà nhận được những điều mà Chúa ban cho. Chúng ta đã sửa soạn gì để khi Chúa dùng chúng ta như là tiên tri, như là thầy tế lễ cho người nhà của mình, cho con cái của mình? Kính thưa quý vị thính giả, giữa nan đề không lối thoát thì bởi đức tin của người mẹ đơn sơ đã đem lại chẳng những sự trù phú cho gia đình, sự tự do cho con cái, chủ nợ không có quyền trên gia đình của bà nữa. Và điều phước hạnh hơn ấy là nhân đức tin của bà, Đức Chúa Trời đã cho phép câu chuyện được ghi lại trong Thánh Kinh để dạy dỗ chúng ta ngày hôm nay. Mà không phải chỉ kinh nghiệm của người mẹ tin kính này mà thôi. Sứ đồ Phao-lô, ông cũng kinh nghiệm như vậy khi ông nói rằng cuộc đời của một người theo Chúa hầu việc Ngài thì ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như nghèo ngặt mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì mà có đủ mọi sự. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 6 câu 10 chép như vậy. Kính thưa quý vị thính giả, nếu ngày xưa người mẹ tin kính gặp Elise và có những người bạn tốt chung quanh đã đem lại cho bà sự vui mừng và sự giải cứu trong nan đề mình đang gặp,
thì hôm nay chúng ta được phước hạnh bội phần hơn, bởi vì chúng ta có Chúa Giêsu, Ngài là cánh cửa của mọi cơ hội. Và Chúa cũng chuẩn bị cho chúng ta hội thánh của Ngài trên đất này, đó là một cộng đồng có thể giúp cho chúng ta những lúc có cần. Thật vậy, ai có Chúa, ai có mối liên hệ với hội thánh của Ngài, thì người ấy chẳng những trở nên được sung mãn mà có thể chia sẻ sự sung mãn phước hạnh của mình cho những người khác nữa. Quý thính giả vừa đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện. Và chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới. Trân trọng kính chào.